Có bao giờ bạn đã nghe nhắc đến một loài cá được mệnh danh là thủy quái gác bãi bồi? Vâng, đó là cá ngát. Như đã giới thiệu, chuyến ngao du sông nước miền Tây hôm nay sẽ là cuộc gặp gỡ với những bậc lão làng trong nghề săn thủy quái ở sông Đằng. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi lên đường. Xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nơi lý tưởng cho những ai thích trải nghiệm nghề săn cá ngát. Hôm nay chúng tôi được chú Tăng Hiền hướng dẫn cách bắt cá ngát bằng nghề câu diền. Chú Hiền là người có thâm niên gắn bó với nghề này ở xứ biển Trần Đề. Vậy là khi mình đi câu này thì mình cần chuẩn bị những gì chú? Cái này nếu mà lát nữa khoảng 7 giờ mình đi bắt mồi xong rồi mình mới đi móc mồi khoảng 10 giờ mấy á, mình móc xong. Tại móc này 1 tiếng mấy đồng hồ mới cùi, móc lâu lắm. Dạ, mồi của cá ngát ăn thường là mình chọn những con gì vậy chú? Thì nhất là con bắc khía nó nhảy nhất. Vậy là chúng tôi trải nghiệm việc bắt bắc khía trước, rồi sau đó mới tính đến chuyện săn cá ngát. Bắc khía con có rất nhiều trong các trường bần, trường nước. Muốn bắt được chúng, phải đợi chiều tối và thủy triều rút. Thông thường, thợ câu bắt mồi ngày nào sẽ câu ngày đó. Nếu trữ qua ngày hôm sau thì bà kia sẽ chết hoặc yếu cũng không thể câu được. Tính ra loại mồi câu cá ngát cũng khó tính không kém. Nhưng muốn bắt được cá thì phải chấp nhận đầu tư kỳ công. Chú, cái này mình lội quá vậy nó có nhát không chú? Không đâu, nó đụng chừng nào nó dễ bắt chừng đấy. Thấy hang mình đạp vậy ha, đạp nó chạy ra nè ha. Chạy ra cái mình bắt nè, thấy không? Nhưng mà mình bắt vậy nhiều quá sợ nó có bị tuyệt chủng không chú? À, không đâu, con này nó xanh dữ lắm. Bắt ba khía này là con nào cũng được hay là có kích cỡ lớn nhỏ làm sao không chú? Cái này cũng như là mình bắt mình phải lựa nó cái nhỏ thì mình mới lấy, cái lớn thì nó có cái càng bự thì cá nó nhát. Sau khi có đủ mồi là những con ba khía, chú Hiền lại tất bật với công đoạn kế tiếp cũng không kém phần vất vả. Không giống với cách thả câu thông thường, câu cá ngát phải là lúc nước cạn sát đất. Thấy có vẻ khỏe vì không sợ sóng gió đêm khuya, nhưng bắt cá ở khu bãi bồi này cực kỳ vất vả. Giờ lúng này nên bà con thường xuyên phải mang theo chiếc mông để chở dụng cụ. Câu cá ngát dạng này phải có câu ghiền. Mỗi ghiền có từ 20 lưỡi trở lên, được buộc vào hai đầu cây để cố định, không cho cá sảy khi ăn mồi. Cách câu này có nhiều bí quyết độc đáo. Mình móc mồi như thế nào để cho nó có thể là nó nhảy cá vậy chứ? Bóc bên hông này nè ha, móc vậy nè, một bên thôi vậy đó, rồi cho nó lú vậy đó, thấy không, nó còn sống. Nếu mà mình móc á, là nó ngay giữa, là nó mau chết lắm. Để xuống rồi nó bò, bò cái đầu cá nó thấy là nó táp liền. Cá ngát này nó chuyên gia là nó ăn tạp dưới đất. Nếu mà mình văng á, là hổng như vậy á, là không dính một con nào hết. Cũng ngộ chứ ha. Chứ không phải mình thả mà câu lên như vậy đâu ha. Cái này mình bữa vậy đó, mình phải coi đất nào, đất chỗ nào mà đất nó hơi cứng đó ha, chỗ đó cá hay lên đó. Câu cá ngát bằng cách thả giềng, mỗi ngày chỉ thăm một lần vào lúc nước rồng lần thứ hai. Vì khi ấy mới thấy được câu bủa nơi nào, vì giữa mênh mông sóng nước, rất khó để nhớ chính xác vị trí. Do mỗi lần thả câu rất vất vả và mất thời gian, nên bà con sống bằng nghề này như chú Hiền phải vài ngày mới cuốn câu đổi điểm một lần. Cá ngát ăn mạnh nhất là vào mùa gió chướng, nên cư dân tập trung thả câu vào mùa này. Mà tính ra nghề này cực quá, sao chú chọn cái gì chú? Tại vì mình sống ở đó hồi đó tới giờ, được tự do, mình muốn làm gì đó. Bữa nào mệt mình nghỉ 1-2 ngày cái đi nữa. Hiện cá ngát phân bổ khá rộng ở các địa phương có hai nhánh sông Tiền và sông Hậu chảy qua như Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng hay Bạc Liêu. Loại cá này xuất hiện theo mùa từ tháng 8 đến tháng 4 âm lịch. Cá ngát chưa thể nhân nuôi nên nếu có gặp thì chỉ là cá đánh bắt từ thiên nhiên. Chính vì yếu tố này mà giá cá ngát luôn ở mức cao từ 100.000 đến 150.000 đồng một ký. Chỉ cần một đêm dính từ 2 đến 3 ký là sống khỏe. Em hỏi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá hàm mồi, con cá rồi đời, con cá rồi đời.
Trời hưởng sáng cũng là lúc thủy triều bắt đầu rút. Bao hy vọng dùng hết vào những viền câu đã giăng vào đêm qua. Nhưng theo chia sẻ của chú Hiền, hôm nay nước vẫn còn ngọt nên cá sẽ không chạy theo dòng nước nhiều như lúc nước lợ. Hai viền câu đã qua nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi của cá nhát đâu hết. Chúng tôi cũng thoáng lo âu, không biết hôm nay có thu hoạch được gì không. Ơ ơ ờ đó con cá kìa, thấy không, thấy gịch gịch là bắt đầu là nó mình biết có cá rồi. Ê chú xúc thấy không, đó xúc vô, thấy không, rồi mình mới bẻ gai nè, đó thấy không, bẻ nó vậy đó. Chừng nào nó dính nhiều mình thấy ham lắm, thấy ghiền luôn á. Thấy ghiền luôn hả? Ừ, đó bỏ vô nè. Dạ. Đó, thấy không? Làm nghề chăn câu cá ngát phải đổi điểm liên tục thì mới mong dính cá nhiều. Tuy hiện nay cá vẫn còn trong tự nhiên với số lượng lớn, nhưng rất nhát, muốn đánh bắt được chúng không phải dễ. Nên thường những người làm nghề ở vùng ven biển gần đề hay nói vui, bà cậu cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.